2016 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới, với 168 gian hàng của 46 nhà xuất bản, công ty sách hàng đầu của Hà Nội và của cả nước, 20 nhà xuất bản, tập đoàn sản xuất, đại diện cho bản quyền của 12 nước. Đặc biệt có sự tham gia lãnh đạo của Hiệp hội xuất bản ASEAN và đại diện Hiệp hội xuất bản của các nước trong cộng đồng ASEAN. Với tinh thần hội nhập để phát triển, Hội sách Hà Nội 2016 là dịp để các đơn vị xuất bản trong nước và quốc tế giao lưu, gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, tiếp cận các nhu cầu về sách và văn hóa đọc đa dạng. Với các cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa đại diện các nhà xuất bản nước ngoài, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản của khu vực và thế giới, với các đơn vị xuất bản trong nước nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi bản quyền, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Hội sách Hà Nội. Đến với Hội sách, bạn đọc sẽ có sự am hiểu sâu sắc hơn nữa về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hay tiến trình hội nhập của Việt Nam với các quốc gia Đông Nam châu Á, tham gia các cuộc tọa đàm, giao lưu, ra mắt sách và ký tặng sách với các nhà văn, các tác giả